chịu được lực lớn, được băng tải lưới. Với ưu điểm là băng tải lưới thì có thể đặt được các sản phẩm mà nhỏ sẽ không bị lọt. Và thêm một ưu điểm nữa là về băng truyền của hai máy thì có thể tăng chỉnh truyền bằng xích, là nếu các bạn chưa thấy nó đủ độ căng thì có thể chỉnh thêm. Về thanh truyền nhiệt thì được thiết kế dày hơn, to hơn thì truyền nhiệt tốt hơn. Điểm đặc biệt của hai dòng máy rút màng co Yamafuji vừa mới được ra mắt là thì khác biệt về bóng đèn. Vì bóng đèn của hai dòng máy này thì sẽ có số lượng là nhiều hơn. Các dòng máy thông thường sẽ là 10 bóng, còn với máy rút màng co Yamafuji sẽ là 11 bóng. Và lợi thế xếp bóng đèn theo hàng ngang này thì giúp cho nhiệt được tỏa ra đều hơn và sản phẩm được co vào nhanh hơn, đẹp hơn, chuẩn hơn. Cả hai dòng máy thì đều được trang bị bánh xe linh hoạt để có thể dễ dàng di chuyển đến mọi vị trí. Xin thầy anh Minh giao cái máy rút màng co BXD350. Anh thấy mẫu máy như thế nào anh? Máy thấy là đẹp á, dạ. Mới. Dạ. Thiết kế cũng vừa gọn dễ dạ. Đẩy qua đẩy lại đó. Dạ. Rồi anh thấy chất lượng máy với dịch vụ kỹ thuật của bên em sao anh? Tốt, mấy anh nhiệt tình. Dạ dạ. Rồi. Có gì ủng hộ bên em nữa anh nha. Dạ. Okay. Cái gì anh cần mua hàng liên hệ siêu thị Hải Minh.vn. Dạ. Rồi xin cảm ơn anh. Dạ. Okay. Dạ.